hỏi là làm cái nghề này đến bao giờ thì làm sao mà có thể trả lời được. Tại vì trước khi mình bắt đầu làm nghề này đến bây giờ mình có biết được nó sẽ thành công đâu. Đấy, trên phim lúc nào tôi cũng cười cười là nói thế đấy. Nhưng mà ai biết bên trong như thế nào đâu các bạn. Cuộc sống mà. Nói ra thì bảo kể khổ chứ khô gà tôi bán toàn lỗ thôi. Quanh năm suốt tháng bạn bè đi du lịch, còn tôi thì cứ ngồi lì một chỗ ấy. Tôi đến là vô làm, tính ra thì hơi nhàn. Nhìn màn hình stream tới khi đêm tàn, lân la vài câu chuyện, con game cùng nhau luyện. Một mình ngồi đó nói cười, mặt trời vừa tinh rơi lên nhà tường xăm ngắn. Đặt mình vào bộ chăn gối, đã một mạch đến tôi. Có khi suốt bao nhiêu ngày quấn quanh mãi trong nơi này, dần rồi thì cũng thành quen, dần dần vì một ngày cay đêm. Hôm nay thì không tốn thiếu, nhưng cô chỉ có bấy nhiêu. Vậy mà hay, cuộc đời nhiều chuyện lạ thay, mang tới niềm vui mà người ta không thấy. Đành chịu thôi, cô giữ nụ cười ở môi, làm việc mình thôi thế nhưng vẫn có. Tuổi thôi nhá.